một tình huống gọi có thể coi là đang muốn gỡ không muốn hòa, cho nên là đang rất cố gắng để đi công, đánh con này đánh ra đây rồi một pha gài quá hay, sự đây một pha gài kinh khủng luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Caro TV của mình. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái series bình luận cao thủ ngày hôm nay của mình. Và tiếp tục với series này đó là trận đấu giữa anh Nicolas và bạn Tô Phan. Tập thi đấu thứ tư và cũng là thi đấu cuối cùng của hai người này. Ở các tập thi đấu trước thì Nicolas tạm thời đang vươn lên dẫn trước với tỷ số 5-2. Và trong tập này thì không biết là Tô Phan sẽ có thể gỡ được rút ngắn được tỷ số trước anh ấy không. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhá. Không làm mất thời gian nữa, mình sẽ đi vào bình luận ngay. Và trước khi vào bình luận thì mình vẫn luôn nhắc các bạn là hãy tập trung theo dõi cái trận đấu này để có thể theo kịp được cờ của người ta nha. Ở ván đấu này thì anh Nicolas sẽ là người được đi trước khi cầm X, Tô Phan sẽ phải đi sau khi cầm O. Hiện tại trong bàn đang có 52 người đang xem. Và để xem anh ấy sẽ khai cuộc thế cờ nào. Rồi, với những cao thủ thì người ta sẽ không đánh theo kiểu một bài học thuộc đâu. Người ta sẽ sử dụng tư duy, có nghĩa là tùy cơ ứng biến cũng như là biến hóa nó đi rất nhiều, khiến cho nó trở nên đáng sợ hơn, đối phương sẽ không thể bắt được bài. Và Nicolas lựa chọn chặn trực tiếp với cái đường chéo này. Tô Phan sẽ cần phải manh động trước, sau đó anh Nicolas sẽ tìm cách giải quyết. Một cái đấu pháp khá hay đến từ Nicolas và cũng không thường thấy đến từ anh Nicolas. Anh ấy thường là đôi công nhiều hơn, nhưng khi đối đầu với Tô Phan thì mình đang cảm thấy anh ấy lựa chọn phòng thủ phản công khá nhiều. Có lẽ là đang muốn, khi mà đối đầu với một game thủ có thể coi là hậu bối, anh ấy đang muốn cho những gọi là game thủ hậu bối cảm nhận được cái sức mạnh của những game thủ giả dơ đang như thế nào. Đôi công đến từ Tô Phan, một tình huống rất phiêu nhưng phải nói cũng rất hay. Chắc chắn là phải đi chặn rồi, còn cờ rất hay nhá. Và anh Nicolas rất khôn ngoan, không lựa chọn đi công mạo hiểm đâu mà quay ra đi chặn ngay và tiếp tục tạo ra đường chéo và đường chéo này. Tô Phan chỉ có duy nhất đường chéo này thôi và nó rất khó khăn, mình nghĩ sẽ là rất khó khăn, khả năng rất cao cần phải kéo đường chéo này ra. Cái điều chắc chắn là anh Nicolas sẽ chặn xuống dưới rồi, chắc chắn là như thế rồi. Lúc này thì Tô Phan sẽ làm gì đây? Bắt đầu là một tình huống khó. Mình không nghĩ là công được trong tình huống này đâu. Mình không nghĩ là công nổi đâu. Hoặc là mở cờ tạo ra lợi thế đâu. Mà bây giờ sẽ phải tìm cách đi chặn. Nhưng vấn đề là đi chặn thế nào nó lại là một cái chuyện không đơn giản. Chặn thế này mình nghĩ là cũng không có cách nào khác cả. Còn chặn đó khả năng cũng là một con hợp lý nhất rồi. Đương nhiên là chặn xuống dưới. Sau đó thì anh Nicolas sẽ làm gì? Chúng ta hãy cùng xem. Sẽ là kéo đường ba ngang hay đánh một con này. Có hai giải pháp và anh ấy lựa chọn là kéo đường ba ngang ra trước. Sau đó sẽ làm gì đây? Phá vào đây chăng? Anh ấy muốn đánh một cách từ từ hay thế nào? Rồi, thì cũng khá dị nhỉ. Tại sao lại đánh như thế này nhỉ? Nếu như vậy thì Tô Phan lựa chọn đánh vào đây thì sẽ khá có lợi thế luôn này, sẽ đỡ bị đối phương tạo ra những cái sự uy hiếp mãnh liệt. Một con đánh con này của anh Nicolas mình cảm thấy không hợp lý nhá. Con này là con bất hợp lý từ đầu, từ lúc mình bình luận trận đấu của anh Nicolas với bạn Tô Phan này thì mình, đây là con bất hợp lý nhất từ trước đến nay. 24 giây, anh ấy đang tự làm khó mình, đang tự làm khó mình. Để xem anh ấy sẽ làm gì. 14 giây, bắt buộc phải chặn vào trong rồi. Vấn đề là Tô Phan sẽ kéo đường này ra trước, sau đó là giành cái đi công chăng? Liệu công chết được hay không? Các bạn hãy nhìn, nên nhớ cái chỗ này có những liên kết nhau. Đây này, chỗ này này, đánh vào đây này. Đấy, nó vẫn có liên kết, nhưng những liên kết đó không quá quan trọng mà cần phải tìm cái liên kết chỗ này này nó mới thực sự là tạo ra nguy hiểm. Anh Nicolas sẽ phải chặn vào đây thôi, điều bắt buộc rồi. Chặn trên thì thua luôn. Vấn đề là Tô Phan có công được hay không. Mình nghĩ là tình huống này không dễ công đâu, thực sự không dễ công đâu nha. Sau
sẽ làm gì nào? Mình nghĩ là không công được. Không công được mà quay ra đi chặn là cũng dở nhờ. Sau đó gài vào đây chăng? Hay thế nào nhỉ? Đánh con này ra trước. Đánh con này ra sau đó đánh lên trên. Sau đó kéo con này à? Cũng ổn. Nói chung là mình thấy không công được. Căng rồi. Không công được nha. 24 giây. Cài. Chắc chắn anh Nicolas sẽ phá đây thôi. Điều chắc chắn luôn. Vừa là phá được 44 là vừa cái phá chỗ này ấy. Thì Nicolas sẽ tạo ra được cái 43 chỗ này. Nếu như được kéo chỗ này hoặc được gài thì nó sẽ tạo ra được 43. Và lúc đó thì Nicolas, anh Nicolas sẽ rất dễ để đi công và Tofan sẽ bị lật ngược thế cầu, mất quyền kiểm soát trận đấu. 18 giây dành cho Nicolas, có lẽ anh đang suy nghĩ cái gì đó rất cẩn thận. Không có cách nào khác, đánh con này hợp lý nhất rồi. Tofan sẽ làm gì? Chắc chắn không công được nữa. Và phải quay ra đi chặn rồi. Vấn đề là chặn đâu? Chúng ta cùng xem. Chặn đây chăng? Hay là chặn con nào? Thực sự chặn con nào thì Nicolas cũng là người đang có lợi thế. Ồ, đánh con này ạ. Có công nổi không? Vẫn đang muốn công đến từ Tôm Phan. Vẫn đang muốn công nhau. Quyết định tương đối mạo hiểm nhưng mình nghĩ là có cơ sở. Bởi vì sao? Nếu như bây giờ Tô Phan quay ra đi chặn thì cũng nghe cái gì đó phải nói là bất khả thi. Quay ra đi chặn thực sự rất khó trong cái trường hợp này. Gài cờ chăng? Cũng gài được các bạn ạ. Không thể công nổi luôn. Lấy cái gì công đây? 10 giây 6 giây 5 giây có tình huống kéo dài thời gian khi không tìm ra giải pháp rồi. Con kéo này là con bất đắc dĩ chứ thực ra Tô Phan không hề muốn kéo nó ra đâu. Như vậy đã lựa chọn chặn. Nếu như chặn thì lúc nãy thì nó còn đỡ hở hơn. Bây giờ mới đi chặn thì đã tạo cho đối phương khá nhiều những cái movie rác, hay gọi là nước rác rồi. Đối phương sẽ rất dễ đây đi mở cờ, gài cờ và tạo ra 43. Nếu như khôn ngoan thì Tô Phan nên lựa chọn kéo đường này ra trước, bởi vì nó là một trong những cái mấu chốt khiến cho anh Nicolas dễ mở cờ. Kéo nó ra trước, sau đó đi chặn cờ cũng được, chứ không nên phá luôn một cái nước 4 này. Nếu phá vào đây thì cái chỗ này vẫn đang gặp nguy hiểm. Đó, các bạn thấy không, vừa nói xong ạ, bị phá ngay và nó là một cái mấu chốt để đi mở cờ mà. Tình huống này tại sao không phải đi chặn cờ luôn nhỉ? Nó đã có chiến thắng hay chưa? Hãy đánh ra đây. Nó đâu đã có 43 đâu nhỉ? Đường này ra. Ủa, mình thấy hơi khó hiểu cái tình huống này nhỉ? Tình huống vừa rồi là tình huống theo mình nhìn kỹ là không 43 mà. Nó hết giấy. Dừng lại đây. Rất xin lỗi anh em ở cái tình huống này. Là thực sự anh Nicolas đã có 43 trong tình huống này các bạn nhá. Anh ấy có cái 43 ở đường khác cơ. Mình đã không nhìn ra trong cái lúc đó. Nếu như các bạn nào mà đòi win 43 như kiểu mình nói thì thực sự là nó không đủ giấy. Nhưng mà anh Nicolas có một cái đường 43 khác và có lẽ là Tô Phan đã nhìn ra cái điều đó. Đó là lý do tại sao Tô Phan đã đi chặn. Và bây giờ mình sẽ chỉ với con 43 cho các bạn nhìn nhá. Đầu tiên thì anh Nicolas sẽ kéo cái đường 5 dọc lên trên. Khi đó thì ô sẽ cần phải chặn vào trong. Và tiếp tục thì anh Nicolas sẽ kéo cái đường 5 chéo này ra. Ok. Khi đó thì anh Nicolas lại tiếp tục kéo cái đường 4 chéo này ra nữa. Và lúc này thì chỉ cần đánh ngược về là tạo ra cái liên kết 4 đúng không ạ? Và cái liên kết 4 này thì các bạn đã nhìn thấy 43 chưa ạ? Lúc này thì đã có 43 rồi nha. Và thực sự đây là một cái tình huống rất xa và nó ở một cái đẳng cấp rất cao. Nếu như các bạn không có sự tập trung cũng như là trình độ chuyên môn cao ấy, thì có lẽ sẽ không thể nhìn ra cái nước 43 trong cái tình huống này đâu. À, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại trận đấu nha. Nhưng thôi, game thủ đã quyết định đi chặn rồi và chúng ta sẽ tiếp tục theo tình huống của cái ván đấu này. Tiếp tục đi mở cờ.
Ồ, mình vẫn chưa hiểu lắm. Bây giờ thì có 43 rồi, chỗ này thì có 43 rồi. Đương nhiên bây giờ sẽ không còn sai sót nữa. Tình huống lúc nãy vẫn là tình huống khiến cho mình bất ngờ thôi. 44 và bị phá ngay, anh Nicolas phá ngay, giành quyền chủ động tiếp tục đi mở cờ. Bị đối phương chăn dắt như thế này thì rất là mệt mỏi đến từ anh Nicolas đây, sẽ rất khó khăn đấy ạ. Tiếp tục mở, có rất nhiều cách mở, có thể mở con này hoặc con khác, mình thấy nói chung là rất nhiều và tùy thuộc vào game thủ. Đặc biệt là với cái tư duy của anh Nicolas thì rất khó để đọc, anh ấy thường có những cái pha cờ nó đột biến hơn với một cái người bình thường. Đọc kiểu này thì anh ấy lại đánh kiểu khác cơ, nếu buồn cười thấy chưa các bạn ạ. Mình suy nghĩ đánh con này nhưng anh ấy lựa chọn đánh vào đây cơ. Nói chung là con của anh ấy cũng đều là những con nó thể hiện một cái sự hợp lý rất lớn, tạo ra đường hai ngang và nước ba dọc này. Lúc này thì mình nghĩ là cách giải quyết của thủ phản đang có thể nói là bất khả thi rồi, rất khó nhá. Rồi con chặn này mình nghĩ cũng là con duy nhất thực sự, nếu là mình cũng sẽ chặn vào đấy thôi, không thấy con nào hợp lý hơn cả. Nhưng vấn đề là quyền kiểm soát trận đấu sẽ thuộc hoàn toàn dành cho anh Nicolas. Phá đường ba chéo và quay lên đây đi công tiếp hoặc đi mở cờ. Rồi đi công càng đét rồi. Những cái pha cờ của anh Nicolas nó mang tính có nghĩa là một mũi tên trúng hai đích, các bạn hiểu không? Có nghĩa là kéo đường 5 này ra để ép cho đối phương chặn trong và tạo ra đường ba chéo này, nó cùng liên kết với nước 4 này, một mũi tên trúng hai đích và không đi công ngay mà từ từ, bởi vì anh ấy cảm thấy là chưa thể công được cho nên là đang từ từ. Nếu như vậy thì bây giờ Tô Phan lựa chọn chặn cái đường hai chéo này thì mình nghĩ anh Nicolas sẽ chưa thể công được đâu, sẽ chưa công được nếu như Tôm Phan lựa chọn chặn đường hai chéo này. Mình thấy con này rất ổn luôn. 7 giây, 6 giây. Rồi, kéo đường này ra để suy nghĩ mà thôi. Con này mục đích chỉ để suy nghĩ các bạn nhé, chứ không phải mục đích đi công. Sau đó đánh con này hoặc bây giờ thì phá vào đây chăng hay thế nào? Liệu có cái gì khác biệt ở chỗ này không? Hãy luôn để ý nhá. Bây giờ ta đang có 43 dành cho anh Nicolas, đó là đánh con này. Đánh ra đây, đánh chỗ này và win 43. Cho nên là Top Fan sẽ bắt buộc phải phá cái chỗ đó. 18 giây. Chúng ta hãy cùng xem tình huống này nó sẽ như thế nào nhá. Sáu giây. Căng. Ồ, một tình huống chặn vào đây, sau đó là anh Nicolas chặn vào trong ngay lập tức. Đương nhiên là chặn ngoài rồi. Nhưng như vậy thì đang hở cái mặt trên này, đang hở một chút đấy. Hãy cẩn thận. 22 giây. Cờ này mình đánh giá là chưa bên nào có thể có chiến thắng đâu. Cân mà thôi. Cùng lắm anh Nicolas chỉ có thêm một tí lợi thế, đấy là quyền được ghi mở cờ, chứ mình nghĩ không quá nhiều. Đánh với con này, nếu như Tôm Phan lựa chọn chặn trực tiếp vào trong thì không có cửa thua dành cho Tôm Phan. Đây, chặn trực tiếp với con này thì thua làm sao được. Cờ này chắc là hòa, mình cảm thấy sẽ hòa. Rất khó để đoán được ván đấu này ai sẽ là người giành chiến thắng, nhưng mình vẫn nghĩ là không thể hòa được. Thực sự là một ván đấu hòa thì nó rất khó để xảy ra, đặc biệt là với hai cao thủ như thế này thì người ta tận dụng cái lợi thế rất tốt, tận dụng những cái tình huống rất là tốt. Nhưng con chặn này ạ, một tình huống đương nhiên là đạn chặn ở đây có 43 rồi, nhưng nó hở, có tham không cần thiết như vậy không? Mình thấy cái tình huống vừa rồi là tình huống tham không cần thiết. Ô, làm sao mà công được mà cần phải đi chặn chứ nhỉ?
sẽ làm gì đây? Rồi, một pha phải nói là rất bất ngờ quay xuống đây để tạo ra 4-3. Tuy nhiên anh nghĩ lại sẽ chặn một cách bình thường thôi, phá trực tiếp cái đường này kiểu nào cũng được luôn. À, con này sự là còn hay hơn, mang tính gài. Nếu như tôi pha lựa chọn mà kéo con này ra là tươi như là chặn trên thì nó lại có thêm nước nữa cơ. Công không được thì Nicolas sẽ càng có nhiều lợi thế hơn thôi. 63 người đang xem, một cái lượt view rất kinh khủng. Đây chỉ là trận đấu giao lưu các bạn nhá, chứ không phải là giải đấu cái gì cả. Nó lại còn ghê gớm như thế này. 10 giây đến từ cột phạt, để xem ở đây sẽ làm gì. Quay lên đây sớm đi, không thì toang đấy ạ. 4 giây, 3 giây, đó, tiếp tục kéo ra. Càng kéo ra Nicolas càng có nhiều lợi thế. Chỉ phải chặn thôi mà, tại sao lại đánh một cách căng thẳng như vậy nhỉ? Có lẽ là Tofan không muốn hòa. Một tình huống mà có thể coi là đang muốn gỡ, không muốn hòa, cho nên là đang rất cố gắng để đi công. Có lẽ là như vậy rồi, bởi vì tỷ số hiện tại đang là 5-2 nghiêng về Nicolas. Rồi tiếp tục đánh vào đây ư? Có cái gì không? Nếu không có gì thì cẩn thận, anh Nicolas không thèm chặn ngoài cơ mà chặn thẳng vào trong này. Cẩn thận nha, chặn trong thì sẽ có 4-3 và có rất nhiều nước 3 để đi công. Và mình thấy khả năng anh ấy sẽ chặn trong thôi. Chặn vào phía này, làm gì 4-3 ở đây? Không có 4-3. Một tình huống sai lầm đến từ Tôn Phan rồi. Quá sai lầm. Để có thể giành quyền đi công. Cái mặt này với mặt chỗ này này rất nhiều liên kết đấy các bạn nhé. Nói các bạn này, này còn cả đường 4 nữa này, nó có rất nhiều liên kết chỗ này đấy. Nhưng đang cho cơ hội Tông Phan đi công, thậm chí là chặn trên. Và tình huống này 3-3 này, cái tình huống thực sự là hơi khó hiểu. Thực sự với các bạn là mình hơi khó hiểu đến cái quyết định của anh Nicolas trong tình huống vừa rồi. Vấn đề là Tofan không công được bởi vì hết giấy. Cái nước 3-3 này nó bị hết giấy, cái đường chéo này nó không đủ. Tofan sẽ làm gì nào? Thật sự là chính bạn ấy đang muốn tạo ra những tình huống khó khăn thôi. Thực ra nếu suy nghĩ đơn giản mà ra thì bạn ấy không cần phải đánh một cách quá căng như vậy. Mình cũng biết được cái tình hình như thế nào, một tình huống gọi là tâm lý muốn gỡ nên chấp nhận mạo hiểm. Cũng phải nói là chấp nhận mạo hiểm đấy ạ. Và khi đánh như thế này thì gần như là đang tự tạo hố cho mình rồi. Làm sao mà công được trong tình huống này đây? Tình huống này không thể công được, nó là bất khả thi. Và bây giờ nếu quay ra đi chặn thì mình nghĩ không có cửa rồi. Bây giờ anh Nicolas đang có hai nước để đi công chết. Một là mặt này đã có thêm một nước win. Đánh con này đánh ra đây và win 3-3. Và cái mặt trên này, hai mặt thì tôi phan lấy cái gì mà đỡ đây ạ? Hết cửa rồi. Một pha tự đào hố chôn mình và tỷ số sẽ là 6-3. Không cửa bật nữa rồi. Thôi thì phải nói là chấp nhận thôi. Liều thì ăn nhiều đúng không? Và liều không được thì là phải chấp nhận hậu quả thôi. Đánh con này. Rồi, mình lật. Bây giờ thì sẽ chặn hẳn ra ngoài. Bây giờ thì Tùng Phan sẽ làm gì đây? Làm gì còn cái cách gì nữa mà để đỡ đây? Không cửa, bật nữa rồi. Mười sáu giây, không thể đỡ nổi và có mệt. Mặt dưới này thì chỉ có nằm im thôi này. Chặn con này thì bây giờ anh Nicolas chỉ việc xuống đây công thôi, không cần phải làm gì nhiều luôn ạ. Vẫn đang rất cố gắng nhưng tỷ số sẽ là 6-3 thôi. Chúng ta cùng đến vận đấu tiếp theo của hai người này nhá.
trận đấu tiếp theo của hai người này. Vẫn đang cố gắng suy nghĩ đến từ Tôn Phan, thực sự bây giờ thì không còn cửa rồi. 13 giây, mình nghĩ là nên sang ván đấu mới thôi, kết thúc sớm có thể diễn ra ván đấu mới luôn. 6 giây, có lẽ là để hết giờ chăng, chịu thua thôi. Thôi vẫn cố ạ. Thậm chí là anh ấy sẽ lựa chọn phá luôn và đánh ở đây, phá hết sức có thể, quay xuống đây win một cách nhẹ nhàng, không cần phải làm gì nhiều ạ. Hoặc có thể công ở phía mặt này. Chỗ này nếu win được thì win luôn. Có win không? Mình thấy chỗ này hình như không có nước win thì quay xuống đây cũng được này. Có nước win không ta? Rồi, một pha gài cờ. Đánh con này đánh ra đây, xong một pha gài quá hay. Thực sự đây một pha gài kinh khủng luôn. Hai nước 4-4. Nước này đánh ra đây nước 4-4 và đây là một nước 3-4-3. Đánh con này đánh ra đây. Nếu là luật hai đầu thì tình huống này sẽ đỡ được cờ, nhưng đây là luật một đầu. Không thể đỡ được các bạn nhá. Rất hay, tỷ số là 6-3, à 6-2. Và đấu tiếp theo nào. Thực sự là anh Nicolas đã thể hiện được cái đẳng cấp của mình. Tôn Phan cũng thể hiện được một phần nào đó cái thực lực của mình. Nhưng thực sự là như thế này vẫn là chưa đủ. Cần phải mạnh hơn. Cần phải mạnh hơn nữa nha. 61 người đang xem.